hàng chục đối tượng đang bay lắc theo tiếng nhạc âm thanh lớn trên phố Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ vào tối thứ Bảy vừa qua. Kiểm tra nhanh có 29 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đây là kết quả buổi kiểm tra hành chính của lực lượng chức năng tại một quán bar có địa chỉ tại 125 đường Hai Bà Trưng, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 50 người, bao gồm khách và nhân viên của cơ sở, đang có mặt tại đây để nghe nhạc, sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, Công an thành phố Đồng Hới đã tiến hành test nhanh ma túy, phát hiện có 29 đối tượng dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận có sử dụng thuốc lắc để tăng hưng phấn. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Đồng Hới tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.